vị, chúng ta đang theo dõi kênh YouTube của forex.com.vn ngày hôm nay. Các bạn thân mến, mô hình Hanshin Man là một tín hiệu nến nhật đảo chiều rất phổ biến trong giao dịch. Tuy nhiên, nhiều trader vẫn chưa nắm được cách sử dụng mô hình này sao cho hiệu quả, hoặc thường xuyên áp dụng sai hoặc nhầm lẫn với các mô hình nến nhật khác. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin cơ bản về kiểu mô hình nến này, hy vọng sẽ giúp các trader có cái nhìn tổng quan và áp dụng tốt hơn trong giao dịch. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu mô hình nến Hanshin Man là gì. Mô hình nến Hanshin Man xuất hiện trong một xu hướng tăng và cảnh báo khả năng tạo đỉnh của xu hướng tăng đó, nhưng sau đó giá có thể giảm. Hiểu một cách đơn giản, Hanshin Man là một mô hình nến đảo chiều giảm giá xảy ra sau khi tăng giá. Khoảng tăng giá giữa các nến có thể nhỏ hơn hoặc lớn, nhưng nên bao gồm ít nhất một vài thanh giá di chuyển cao hơn hẳn. Hanshin Man có thân nến ngắn, bóng nến dưới dài hơn thân nến ít nhất 2 lần. Bóng nến trên rất ngắn hoặc là không có bóng nến trên. Giá đóng cửa có thể ở trên hoặc dưới mức giá mở cửa. Tuy nhiên, theo mô hình điển hình của Hanshin Man, mức giá đóng cửa gần với mức giá mở cửa tạo nên thân đỉnh ngắn. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của mô hình Hanshin Man. Các nhà giao dịch coi mô hình Hanshin Man như một dấu hiệu giúp họ dự đoán được tài sản có thể sẽ bước vào một xu hướng giảm. Hanshin Man xảy ra sau khi giá đã tăng cao, được biểu hiện qua một số cây nến tăng giá. Ngoài ra, mô hình cũng có thể xảy ra trong một xu hướng ngắn hạn, trong bối cảnh chung là xu hướng giảm giá. Mô hình Hanshin Man trông như chữ T và sự xuất hiện của cây nến chỉ là một cảnh báo, không nhất thiết phải thực hiện giao dịch khi nó xuất hiện. Mô hình Hanshin Man sẽ được coi là hợp lệ khi giai đoạn tiếp theo hoặc ngay sau đó sẽ giảm giá. Trong mô hình Hanshin Man, giá đóng cửa không vượt quá mức giá cao của mô hình nến Hanshin Man được coi là lý tưởng, vì điều đó báo hiệu một mức giá khác có khả năng tăng. Nếu giá bắt đầu giảm sau mô hình Hanshin Man, các nhà giao dịch sẽ sử dụng nó như một tín hiệu để thoát lệnh mua hoặc bắt đầu một lệnh bán. Ngoài tác dụng báo hiệu sớm xu hướng đảo chiều của giá, Hanshin Man còn có tác dụng thứ hai, đó là xác định sớm điểm đóng lệnh và thoát khỏi thị trường để bảo toàn lợi nhuận. Sau khi mô hình Hanshin Man được xác nhận và các trader quyết định mở một lệnh bán khống, thì nên đặt niềm tin dừng lỗ ở mức giá cao của mô hình nến. Nói chung, mô hình nến Hanshin Man thường được sử dụng kết hợp với các hình thức phân tích khác, chẳng hạn như phân tích giá cả hoặc xu hướng hoặc các chỉ số kỹ thuật. Mô hình nến Hanshin Man có thể xảy ra trên tất cả các khung thời gian, từ biểu đồ 1 phút cho đến biểu đồ hàng tuần và hàng tháng. Mặt khác, mô hình nến Hanshin Man không nhất thiết phải xảy ra trong một xu hướng tăng kéo dài, mà nó còn xuất hiện trong một xu hướng giảm giá dài hạn. Ngoài ra, các trader cũng cần xác định điểm vào lệnh cho mô hình nến Hanshin Man. Điểm vào lệnh cho mô hình nến Hanshin Man khá đặc biệt mà bạn cần lưu ý thật kỹ nha. Điểm vào lệnh tiêu chuẩn, một pips ngay dưới nến xác nhận của nến Hanshin Man, không phải ngay dưới nến Hanshin Man. Điểm stop loss, 1 đến 2 pips ngay trên đỉnh cao nhất của xu hướng tăng giá hiện tại. Chọn đỉnh cao nhất là vì nến xác nhận có thể tăng dần, sau đó mới tụt xuống. Và vì vậy, nến xác nhận sẽ có bóng nến trên dài hơn so với bóng nến trên của Hanshin Man. Mặc dù vậy, mô hình nến Hanshin Man cũng có một số hạn chế cần lưu ý như sau. Một trong những hạn chế của mô hình này là việc chờ sự xác nhận mô hình. Điều này có thể dẫn đến sự chậm trễ trong điểm vào lệnh. Bên cạnh đó, các trader cũng sẽ không thuận lợi khi muốn định lượng mức lợi nhuận, vì các mô hình nến thường không cung cấp mục tiêu lợi nhuận. Thay vào đó, các nhà giao dịch cần kết hợp nến Hanshin Man cùng với mô hình nến hoặc chiến lược giao dịch khác để có thể quyết định vào hay là thoát lệnh giao dịch. Ngoài ra, ngay cả khi cây nến sau mô hình Hanshin Man có chiều giá đi xuống, thì xu hướng giảm cũng chưa hoàn toàn được xác nhận vì nó phát đi tín hiệu đảo chiều yếu. Đây là lý do tại sao các trader nên đặt lệnh dừng lỗ để kiểm soát rủi ro trong khi thực hiện giao dịch. Các bạn thân mến, vừa rồi là những thông tin liên quan đến mô hình nến Hanshin Man như khái niệm, ý nghĩa cũng như những hạn chế của nó. Với những kiến thức mà chúng tôi cung cấp, hy vọng rằng các trader đã nắm rõ hơn về kiểu mô hình này để từ đó có thể vận dụng linh hoạt và hiệu quả trong quá trình giao dịch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.